Phạm Bưng xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của Star Talk. Ngày hôm nay thì Phạm Bưng xuất hiện tại lễ bế mạc của Vietnam International Fashion Week, tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam. Phạm Bưng đang mặc trên mình thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, và tối nay thì anh sẽ là người một trong những nhà thiết kế trình diễn tại buổi bế mạc ngày hôm nay. Đến với chương trình lần này thì bộ sưu tập họ mang đến mang một cái hơi hướng rất là nữ quyền. Bộ sưu tập gồm tông màu xanh chủ đạo, những cô gái sẽ rất là mạnh mẽ, rất là quyến rũ, vẫn là một cái tinh thần Lê Thanh Hòa. My đến đây để ủng hộ người bạn, đó là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Và hôm nay My cũng đang mặc một bộ trang phục rất là đặc biệt của anh Lê Thanh Hòa thiết kế riêng cho My. Và đây cũng là bộ trang phục duy nhất được thêu bằng tay.